Thưa quý vị, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp, đơn vị cung ứng lớn tại Đà Nẵng đã tích cực chuẩn bị nguồn hàng nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân dịp cuối năm. Cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sớm triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm, đặc biệt là Tết Tân Sửu 2021. Ngay từ đầu tháng 10, các siêu thị đã lên kế hoạch dự trữ nguồn hàng hóa. Siêu thị Co-op Mart Đà Nẵng đã chuẩn bị với tổng giá trị lên đến gần 100 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa dự trữ tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dự báo được tiêu thụ mạnh như bánh, kẹo, mứt, hạt dưa, gạo, nếp, thịt, rau, củ quả, v.v. Tính đến thời điểm hiện nay là các hàng hóa Tết chúng tôi đã về gần như là đầy đủ. Và hiện nay trên tất cả các hàng khuyến mãi trên các ổ của siêu thị, chúng tôi tập trung chủ yếu là hàng của bánh, kẹo, mứt, hạt, các loại. Và những cái mặt hàng của tươi sống thì chủ yếu chúng tôi chỉ về trước đó khoảng là 10 ngày về các tất cả trái cây cũng như rau củ quả để cho đảm bảo được cái vấn đề là tươi ngon mỗi ngày với lại khách hàng. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Vinh, doanh nghiệp cũng đã lên các phương án sẵn sàng nguồn cung thịt heo, một trong những mặt hàng được tiêu thụ khá nhiều trong dịp cuối năm để phục vụ người dân. Năm này xích bua sẽ giảm so hơn các mọi năm là từ 30 đến 40%. Chúng tôi thì cũng có chuẩn bị và dự trữ một số cỡ khoảng 10 đến 20 tấn hàng để phục vụ trước mắt. Chúng tôi cũng sẵn sàng phương án 2 là nếu tình hình ổn thì chúng tôi cứ cũng lo nguồn hàng đầy đủ cho nhân dân để mà phục vụ. Theo các doanh nghiệp, sức mua năm nay dự báo giảm nhiều là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Để kích cầu tiêu dùng cũng như góp phần mang đến một cái Tết tiết kiệm nhưng vẫn đủ đầy, các siêu thị sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi trong dịp cuối năm nay. Ngoài cái cẩm nang mua sắm của siêu thị là một tháng hai làm, trong cái dịp Tết này thì chúng tôi có những cái mặt hàng khuyến mãi thêm cho khách hàng và những cái mặt hàng nó sẽ rất là tiện ích cho khách hàng trong những dịp cuối năm để cho gia đình của mình. Mà chủ yếu là những cái hàng nhu yếu phẩm như là bánh, trái và các hàng lương thực, gạo, mì. Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, một số mặt hàng thiết yếu, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết đã làm việc vận động các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối trên địa bàn thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng giá trị dự kiến khoảng 1.710 tỷ đồng.